À, thu tiền đúng không? Trật tự nào. Trật tự. Em đang quay phim này. Phim à? Dùn đây à? Lấy bằng chứng. Cán bộ bao năm luôn rồi. Cậu ơi, thì là bây giờ là mọi người đang đưa ra ý kiến. Xem hỏi là bây giờ là bố mẹ, vợ, chồng thì mình có đi hay không? Thì là mọi người vẫn đang tranh luận lúc trước thì mình đồng ý là chỉ đi bố mẹ thế và thành viên thôi. Nhưng mà vì là trong gia đình thì có cả bên vợ, cả bên chồng. Nên là đưa ra in ra mọi người đưa ra ý kiến xem là có đi được hay không? Tại vì lúc trước khi mà đi thì nó sẽ gặp vấn đề là có những người rất là xa. Không phải lúc nào mình có thể coi như là tham gia được. Thế thì nếu mà khi mà đã đồng ý là bố mẹ vợ chồng đi thì nó sẽ phải cắt cử người tham gia. Mà bây giờ là cái tinh thần từng khu vực một ấy, cái cắt cử mọi người đi ra thì thấy khó khăn lắm. Mình bán kính đi. Bán kính từ Hà Nội cơ khoảng ở dưới 1.000 cây thì đi. Hưng là đại diện đúng không? Trưởng ban tổ chức đi đúng không? Trên 1.000 cây thì ban tổ chức trích tiền ra chi phí đi lại trích, máy bay nhỉ hả? À, ừ thì quỹ lớp cứ trích tiền ra cho vé máy bay là ok đúng không? Quỹ rồi. Thế mọi người đưa ra ý kiến đi xem là như thế nào? Ai đồng ý đưa tay? Từ thân phụ mẫu, ok. Nhưng mà quan trọng là cái bán kính như thế nào để mọi người có một cái bán kính đi. Xa quá thì thực ra là quan trọng là cái bán kính chẳng hạn, bán kính như cầu Thăng Long hoặc là 3 cây số chẳng hạn. Hiệu đang ở Bỉ là xa nhất đấy. Thằng hiệu đang ở Bỉ. Đang ở Bỉ. À Đức ở Bỉ. Đức. Đấy. Còn đâu là còn lại xa quá thì mình có tìm cách nào đấy mình gửi. Mọi người đã đưa ra ý kiến là trong vòng 2 cây thì ban tổ chức sẽ có trách nhiệm là cử người đại diện đi. Còn đâu ngoài cái bán kính đấy thì mình sẽ gửi quà thôi. Đi được thì tốt, nó không gửi quà. Rồi nhất trí. Coi như là đồng ý. Vấn đề thứ hai là hiện tại bây giờ là mỗi khu vực mình đang chia, ví dụ như là đồng nhân là đoàn này, ngoài cơ thì 4 thì là hoàng này, và ở trong thành phố thì là đoàn với cả đơn. Thế thì bây giờ mọi người xem như là có bổ sung thêm ai, có thay đổi gì không, tại vì là mỗi khi học lớp mình có hai quản lý, mọi người có thời gian một chút, mà mọi người phải dành thời gian ra thì mới kêu gọi được người đầy đủ, mọi người đầy đủ thời gian. Thì đoàn kêu là bây giờ là có Hoàng đi này. Hoàng đi. Cuối đông mình. Tôi báo cáo chị là cái lời là hôm nay chúng ta học lớp thì năm thứ hai này, năm thứ ba rồi, chúng ta học lớp thứ hai. Thì hôm nay trong quy chế thì hôm trước đã cử các bạn rồi. Thì cũng không tiện gửi lại nữa, nhưng mà quy chế thì chúng ta đã đưa lên trên mạng cá nhân của các đồng chí trong lớp rồi. Để đồng chí nào biết thì chúng ta sẽ thông tin kịp thời thông tin với nhau, và không biết thì chúng ta sẽ bằng cái kênh nào đó thì chúng ta sẽ mình chưa vào đảng nhé, chúng ta có một việc này sẽ có những tập chí là các bạn là đẹp phết nhỉ. Do điều kiện công việc thì tôi không thể tiếp tục làm cho các bạn làm rất được, chính vì vậy và cũng mong các bạn hết sức thông cảm. Thực ra thì là lần này là nhờ hết các bạn hơn này, cán bộ lớp trước cũng là bạn Hương, bạn Tú trước thì mình cũng không thể tham gia đến các điều đó. Thì về phía tín nhiệm ấy, thì thống nhất là vẫn giao cho đồng chí Lợi ở Hải Bốn giúp cho vừa thông tin đến Hải Bốn rồi Yên Hằng và cùng với ban cán sự lớp để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của lớp được giao đề ra. Và các bạn đồng chí như vậy, vì thế xin thông cảm cá nhân vì điều kiện công việc không phải là trốn tránh nhiệm vụ gì cả, nhưng mà các bạn như thế. Nhưng một có một việc là chúng ta hết sức rút kinh nghiệm, đó là trong công việc phải nhắc là nhà ai cũng có việc, mà nhà ai cũng phải tất nhiên ai phải có lúc bận.